Xin chào các bạn. Cuộc chiến tại Ukraine đã thực sự đẩy nước Đức vào tình thế khó khăn nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Thậm chí giai đoạn tái hợp Đông Đức, Tây Đức hồi thập niên 1990 cũng không thể sánh bằng, khi không chỉ về kinh tế, chính trị, giờ đây nền công nghiệp quốc phòng và quân sự của đất nước từng nổi tiếng với sắt và máu đang bị vắt kiệt. Khi mà Đức chắc chắn sẽ là quốc gia cung cấp phần lớn xe tăng chủ lực Leopard 2 cho Ukraine sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không thể sớm giao xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Đồng thời, việc Đức chấp thuận viện trợ Leopard 2 cho Ukraine cũng mở đường cho các nước phương Tây đang sở hữu loại xe tăng này có thể danh chính ngôn thuận viện trợ chúng. Đại sứ Ukraine tại Pháp, ông Vadim Omelchenko, ngày 27 tháng 1 cho biết, tổng cộng các nước đã cam kết viện trợ 321 xe tăng. Tính đến hôm nay, nhiều nước chính thức đã xác nhận đồng ý chuyển 321 xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Điều kiện bàn giao khác nhau và chúng tôi cần sự giúp đỡ này sớm nhất có thể. Và như đã nói ở trên, những chiếc Leopard 2 sẽ là chủng loại xe tăng phổ biến nhất của Ukraine được viện trợ. Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25 tháng 1 đã phê chuẩn viện trợ 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Nhưng sau đó, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh đã nói rằng quá trình này sẽ mất ít nhất vài tháng. Bà Sabrina cho biết, kho dự trữ của Mỹ không dư thừa loại xe tăng này. Đó là lý do sẽ cần nhiều tháng để chuyển những chiếc M1 Abrams cho Ukraine. Quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành và bảo dưỡng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Đối với Đức, đây có thể là một cú lừa khi dư luận và nhiều chính trị gia nước này nhiều lần trì hoãn việc chuyển giao xe tăng cho Ukraine cho đến khi Hoa Kỳ và các đồng minh thực hiện hành động tương tự. Và đến cùng ngày 25 tháng 1, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố viện trợ xe tăng chủ lực M1 Abrams cho Ukraine, thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng công bố nước này sẽ viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine, và chúng sẽ đến Ukraine muộn nhất vào tháng 3 tới. Ngoài Đức, các quốc gia đang vận hành Leopard 2 khác, nổi bật là Ba Lan, cũng đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển chúng cho Ukraine. Vì vậy, về cơ bản, lịch sử sẽ được tái hiện phần nào khi những chiếc xe tăng của Đức một lần nữa đụng độ với xe tăng Nga trên chiến trường Đông Âu. Thế nhưng, xe tăng nhiều khả năng sẽ không phải là điểm dừng khi mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phàn nàn Ukraine cần nhiều xe tăng hơn nữa thì mới có thể tạo được bước đột phá. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Đức đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu hạng nặng cho nước này hôm 25 tháng 1 vừa qua. Người đứng đầu chính quyền Kiev khẳng định, đó là giấc mơ và cũng là nhiệm vụ. Đáp lại Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Feiner ngày 26 tháng 1 nói, Washington sẽ thảo luận về ý tưởng này một cách rất cẩn thận với Kiev và các nước đồng minh. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ hệ thống cụ thể nào. Chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh viện trợ quân sự sao cho phù hợp với từng giai đoạn chiến sự. Chưa rõ loại tên lửa tầm xa nào được Ukraine nhắm đến, nhưng với tiêm kích, nhiều đồn đoán nổi lên xung quanh việc Ukraine muốn F-16 tiêm kích thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước NATO. Nếu điều này trở thành sự thật, các thành phố Nga sẽ gặp mối đe dọa lớn và khi đó NATO thực sự đang đi quá giới hạn. Thế nhưng, không chỉ xe tăng, tên lửa, máy bay, Kiev mới đây cũng ra yêu cầu Đức chuyển thêm khí tài. Trong một loạt các tuyên bố vào ngày 28 và 29 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Melnik đã kêu gọi Đức cung cấp một hoặc nhiều tàu ngầm và thậm chí là các khinh hạm để đối phó Nga ở Biển Đen. Ông Melnik, người từng là đại sứ Ukraine tại Đức, cũng giải thích lý do Berlin nên cung cấp cho Kiev các tàu ngầm. Đức là quốc gia sản xuất tàu ngầm hàng đầu thế giới. Ông Melnik nói và đề cập đến mẫu tàu ngầm diesel điện Type 212A. Quân đội Đức hiện có 6 tàu ngầm loại này, tại sao không gửi cho Ukraine một chiếc? Đây không phải là suy nghĩ xa vời. Tôi từng vào khoang tàu ngầm Type 212A vào năm 2008. Nó thực sự rất lớn. Một tư lệnh Đức khi đó nói rằng chỉ một chiếc cũng đủ gây áp lực với hạm đội Biển Đen. Cựu đại sứ Ukraine tại Đức cũng hối thúc giới chức Đức gửi khinh hạm Lubeck, chiếc tàu chiến mà Hải quân Đức mới loại biển hồi tháng 12 năm ngoái. Ông Melnik nói các hệ thống vũ khí hiện đại trên tàu là nguyên nhân mà Ukraine mong muốn được cung cấp, bao gồm các tên lửa phòng không Sea Sparrow và tên lửa chống hạm Harpoon. Như vậy, có thể thấy, trước những yêu cầu ngày càng tăng từ Kiev và Washington, Đức đang ngày càng bị ép trong khi vẫn muốn giữ quan hệ với Nga, bởi chính giới lãnh đạo Đức hiểu rằng nước Đức đang lún sâu hơn vào vũng lầy rớt xuống từ Thế chiến thứ hai. Ngay sau khi tuyên bố viện trợ xe tăng cho Ukraine, Thủ tướng Đức đã kêu gọi đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đạt được mục tiêu ngừng bắn. Sau đó, trước yêu cầu của Ukraine về máy bay và tiêm kích, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ. Tờ Guardian cùng ngày cũng đưa tin, chính phủ Đức khẳng định rằng cách tiếp cận từng bước trong việc cung cấp vũ khí của Berlin là điều tốt nhất để hỗ trợ Ukraine.
Berlin cho rằng đây là cách duy nhất Đức có thể làm để vừa ủng hộ Kiev, vừa giữ được sự ủng hộ của người dân trong nước. Đồng thời khẳng định Đức không phải là một bên tham chiến. Thế nhưng, sau rào cản trong vụ việc xe tăng, dường như Đức sẽ không còn lựa chọn nào khác nếu Hoa Kỳ và các đồng minh NATO thống nhất phương án. Ngoài ra, về mặt nội bộ, mới đây Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm 16 tháng 1 đã từ chức sau một loạt chỉ trích về sự yếu kém của quân đội Đức và điều này đã kéo dài nhiều thập kỷ. Các chuyên gia quân sự thậm chí còn cho rằng Đức không có nổi một binh đoàn tinh nhuệ đủ lớn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Và trên thực tế, nhiệm vụ này do quân đội Mỹ đảm bảo, nơi họ vẫn có nhiều căn cứ quân sự lớn tập trung tại Đức từ sau Thế chiến thứ hai. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.